Thưa quý vị, hai sản phẩm khoa học công nghệ made in Đà Nẵng là hệ thống quan trắc môi trường và hệ thống tường lửa do Trung tâm vi mạch Đà Nẵng nghiên cứu và ứng dụng vừa nhận giải ba giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật Việt Nam vì tết năm 2018. Trong đó, hệ thống quan trắc môi trường nhằm giám sát chất lượng nước và cảnh báo ô nhiễm ở sông hồ tự nhiên. Sản phẩm này cung cấp giải pháp đánh giá chất lượng nước thải công nghiệp, giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp bảo vệ môi trường nước, phòng ngừa các sự cố ô nhiễm. Còn sản phẩm hệ thống tường lửa được nghiên cứu sáng tạo nhằm mục đích chủ động bảo vệ an ninh hạ tầng thông tin quốc gia, bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia trên không gian mạng bằng nguồn lực và công nghệ trong nước. Những sản phẩm này đã góp phần khẳng định tiềm lực của Đà Nẵng trong việc nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu địa phương.